Hello, hello các bạn. Mình đang chuẩn bị đón hai cha con của bé Theo đi mua hai cặp hạnh trị giá là 250.000 đồng một cây. Tương đương là 500.000 một cặp hạnh. Siêu to khổng lồ, cao tầm 1,5 m. Thì các bạn đón xem nha. Ba bé Theo thì chạy xe máy, bé thì ôm cái cây hạnh sao. Mời cả nhà hãy xem. Không lo tới mà lo đứng đó lại chim. Rồi để sát vô đây luôn đi. Đi. Vậy. Vô chậu. 250. 250 ngô quán đó. Không, đáng lẽ là 300 cho nên mua 4 cây cho nên là ta giảm 250 cây. Điện cho chẳng chịu luôn. Vậy xuống chở 1 cây nữa hả? À. 4 cây lần hả? Ôi lực sĩ rồi, vô, vô. Mạnh quá. Ôi lực sĩ, vô. Vô, vô. Rồi. Đó, đó. Quay kia người ta hình hình lấy chiếc quen không rồi. Pháp xuống, rồi. Cái ông tiếp chứ. Thì đó, đã cắm cái ống tiếp mà đang cho nó đứng lên. Đó, 4 cây. 1 2 3. Còn 4 cây nữa hả? Ngoài này nữa là đủ 4 rồi. Đây. 4 cây đó. Ở ngoài này 1 cây. Đẹp chứ. Cái cây này đẹp nè. Ờ, có hả? Ông đi về luôn rồi hả? Ông Trang bỏ lại chứ. Ông Trang không đi về luôn rồi hả? Ừ, bỏ lại.